Chào các bạn thân mến. Các bạn đã dậy để mà cùng luyện tập với Nguyễn Hiếu chưa nhỉ? Nguyễn Hiếu đang dậy rất là sớm và chờ đợi các bạn đây. Rồi, Nguyễn Hiếu đã nhìn thấy các bạn đang tăng dần lên rồi. Và bạn nào đã dậy rồi và đang chuẩn bị thì dừng lại vài giây để comment xuống phía dưới lời chào chúc ngày mới ngọt ngào giúp Nguyễn Hiếu nha. Rồi, thế và sau khi mà các bạn chúng ta chúc nhau một ngày mới ngọt ngào như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi chuẩn bị trải thảm này, uống nước này, chuẩn bị khăn và chuẩn bị cái không gian để chúng ta luyện tập bài tập ngày hôm nay được hiệu quả nhất bạn nhá. Nhưng mà trước khi đi làm những cái việc như vậy thì Nguyễn Hiếu rất mong rằng là bạn giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ cái livestream này để thông báo cho các bạn bè biết rằng là chúng ta đã chuẩn bị đến giờ tập rồi. Để các bạn bè của chúng ta ngày hôm sau cũng biết là đúng cái giờ ngày hôm nay thì sẽ vào đây để mà luyện tập cùng với cả Nguyễn Hiếu. Giúp Nguyễn Hiếu nhấn nút chia sẻ đi ạ. Và sau khi chia sẻ thì để lại số 1 để cho Nguyễn Hiếu được gửi lời cảm ơn và biết ơn tới bạn nhé. Giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ livestream này đi ạ. Rồi, có rất là nhiều các bạn đang tiếp tục vào sau nữa rồi. Thì các bạn vào trước chúng ta vui lòng ngồi chờ đợi để mà chờ đợi các bạn vào để chúng ta chờ đợi các bạn thật đông đủ để bài tập ngày hôm nay của chúng ta là đông vui nhất bạn nhé. Giúp Nguyễn Hiếu vui lòng chờ đợi một chút để chúng ta có thể tranh thủ đi uống nước. Trước khi mà bước vào bài tập thì bao giờ chúng ta cũng phải uống nước và Nguyễn Hiếu cũng rất là hay uống nước ấm ấm vào buổi sáng. Đó, thì để hỗ trợ cho cái thứ nhất là cái hệ tuần hoàn máu của chúng ta nó cũng được lưu thông dễ dàng hơn. Thứ hai nữa là cũng hỗ trợ để làm sạch cho cái đường ruột cũng như là làm sạch cho cái dạ dày của chúng ta được sạch sẽ và cơ thể của chúng ta nó giống như là cái trạng thái thanh lọc vậy. Cho nên là uống nước trước khi tập và sau khi tập. Giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ livestream đi ạ. Và sau khi chia sẻ thì để lại số 1 bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi các bạn vào sau một chút nữa. Thì trong khi chờ đợi thì Nguyễn Hiếu cũng sẽ thực hành một số những công đoạn để chuẩn bị cái phòng tập hôm nay. Làm sao để truyền được năng lượng lớn nhất, giúp cho các bạn khỏe nhanh nhất, đẹp nhanh nhất, thành công và hạnh phúc nhanh nhất các bạn nha.
Om Namaskaya, chào bạn thân mến, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chưa ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng ngồi thiền thư giãn tĩnh tâm vài phút để tăng cường cái sự hội tụ năng lượng bao bọc xung quanh bảo vệ cơ thể của chúng ta. Bạn hãy điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái và dễ chịu, tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, hoặc là giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi ở đây. Lưng giữ cho thật thẳng để cho cái dòng chảy năng lượng nó được thông và được lan tỏa tới các cơ quan trên cơ thể chúng ta được dễ dàng hơn. Vai thả lỏng, hai tay để trên đầu gối. Từ từ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nào. Thả lỏng đôi chân mày của bạn nào. Rồi từ từ mỉm cười nhé. Hãy thả lỏng cơ thể, thả lỏng tâm trí của bạn. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, siết chặt bụng lại. Từ từ hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào một hơi thật sâu. Đẩy bụng căng phồng lên và thở ra, xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống. Tưởng tượng như bạn đang ngồi trên một thảm cỏ xanh non, xung quanh đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Khi hít vào, bạn mang theo nguồn năng lượng, sức mạnh và tình yêu thương của vũ trụ đang tràn vào trong cơ thể của bạn, lấp đầy những tế bào và chữa lành những tổn thương bên trong cơ thể của bạn. Khi thở ra, bạn thở hết mọi bức xúc, căng thẳng, bệnh tật được đẩy lùi. Từ từ hít vào thật sâu, phình bụng lên và thở ra, siết chặt bụng xuống. Hít vào sự bình an và thở ra sức mạnh và tình yêu thương của vũ trụ. Và bạn cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể của bạn. Đưa tâm trí trở về với cơ thể. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra, bạn chắp hai tay trước ngực. Sau đó bạn hít vào, vươn hai tay lên, kéo giãn dài, thật dài, thật dài cho cột sống. Cánh tay duỗi thẳng nhất có thể. Thở ra, bạn từ từ hạ tay xuống, chắp trước ngực. Hai, hít vào. Vươn hai tay lên, chúng ta đang hâm nóng và giãn mềm cho xương sống của bạn. Duỗi thẳng căng cánh tay nhất có thể. Thở ra, từ từ hạ tay xuống, vòng chắp trước ngực. Ba, hít sâu. Vươn hai tay lên nào. Giãn duỗi thật thẳng cho cột sống. Và bạn giữ ở đây, hít thở đều 5 giây nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra nhẹ nhàng, hạ tay xuống, thả lỏng tay trên đầu gối. Bạn xoay thư giãn vai 1, 2, 3. Sau đó xoay ngược lại 3, 2 và 1. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Từ từ vươn tay phải thật xa qua bên phải. Cánh tay trái vươn thẳng sát về phía tai. Mắt nhìn xuống. Hít vào thật sâu. Đưa cơ thể về vị trí ban đầu.
Một lần nữa duỗi thật xa tay trái qua bên trái. Cánh tay phải của bạn sát tai nè. Chúng ta làm mềm cho vòng eo hai bên nhé. Đánh tan mỡ hai bên, hít vào. Nâng cơ thể lên rồi duỗi tay phải. Giãn thật xa, cố gắng ấn chặt hai mông và đùi xuống dưới sàn, không cạnh mông lên nha cả lớp. Từ từ hít nâng cơ thể lên, thở ra tiếp tục trượt dài tay trái thật xa qua bên trái, duỗi thẳng cánh tay phải. Chúng ta tập mỗi bên thêm một lần nữa nào, hít vào. Nâng tay phải lên, thở ra, trượt thật xa qua bên phải, cánh tay trái sát tai, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít nâng cơ thể lên, rồi hạ tay trái xuống, trượt thật xa qua bên trái, cánh tay phải sát tai và bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, sau đó hít vào. Đưa tay và cơ thể trở về vị trí ban đầu. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Bạn giữ nguyên tư thế ngồi nha. Giữ nguyên tư thế ngồi. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Bạn đi bộ thật xa, hai tay của bạn về phía trước, với xa nhất có thể. Thật xa, hạ trán xuống dưới sàn. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít. Nâng cơ thể lên, nâng cơ thể, từ từ nâng cơ thể lên. Thế chúng ta ngồi thẳng lên vị trí ban đầu, chân trái giữ nguyên, bạn duỗi chân phải ra nào. Thế, duỗi chân phải, nhấn chặt chân và lưng của bạn, các bạn xuống, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Từ từ chúng ta vươn thật dài cơ thể về phía trước nhá. Kéo dài cái lưng, chúng ta đừng cong lưng mà phải vươn thật xa, thật xa. Thế bạn cứ vươn đi theo khả năng của mình, đi bộ hai tay ra thật xa, sao cho cái bụng của mình chạm về phía đùi bên phải, và đi cho tới khi nào cảm thấy đã cố gắng hết sức rồi thì chúng ta dừng lại. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào. Đưa tay và cơ thể trở về vị trí ban đầu. Một lần nữa vươn hai tay lên, giãn thật dài cho xương sống, hít vào một hơi thật sâu. Vòng tay trái ra phía sau mông của bên trái, chống bàn tay cách 15 cm. Bạn nâng hông, nhấn đầu gối lên. Thế, ưỡn cái hông về phía trước, cánh tay phải vươn thẳng sát tai, hoặc các bạn vươn thẳng lên, tùy theo khả năng của mình. Hít thở đều. Rồi từ từ hít vào thật sâu. Thở ra. Bạn nhẹ nhàng hạ hông xuống vị trí ban đầu. Hít vào. Đi bộ hai tay thật xa về phía trước. Thế rồi bạn giữ ở đây. Có thể hạ khuỷu tay xuống nếu tới. Giữ hít thở đều. Hạ trán xuống cẳng chân nếu tới. Tùy theo khả năng của mình bạn nhả. Hít vào. Thở ra. Rồi nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Đi bộ hai tay lên. Nâng vươn cơ thể lên. Vươn giãn thật. Giãn giãn mở cho vai lưng của các bạn. Rồi hạ cánh tay trái xuống. Từ từ nhấc hông lên. Hít vào một hơi thật sâu. Đẩy cao hông lên. Cánh tay vươn thẳng lên. Thế. Hít thở đều và giữ 5 giây này bạn. 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, hạ hông xuống rồi thả lỏng cho cơ thể. Chúng ta đổi bên, co chân của bên phải và duỗi chân trái ra, kéo cái cơ mông ra sau để tư thế ngồi của chúng ta được chắc chắn hơn. Rồi, hít vào, vươn thật giãn dài cho xương sống của bạn, rồi đi bộ hai tay thật xa về phía trước theo khả năng của mình, và bạn giữ ở đây, hít thở đều. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, bạn lại đi bộ hai tay trở về vị trí ban đầu, sau đó vươn tay lên, hạ bàn tay của bên phải sau mông phải, từ từ hít vào,
nâng hông lên. Các bạn nhớ nâng, sau đó ấn, vươn cái hông về phía trước nhé. Vươn cánh tay trái lên, mắt nhìn theo tay. Đó, vươn căng lên, giống như ai đang kéo các bạn lên đó. Rồi từ từ hít vào, thở ra, bạn lại hạ hông xuống, rồi lại đi bộ thật xa tay về phía trước. Có thể hạ khuỷu tay xuống, hạ trán xuống cẳng chân nếu tới. Và bạn cứ giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Sau đó hít vào, bạn lại đi bộ thật chậm, rồi vươn hai tay lên, giãn duỗi dài cho từng đốt sống, cảm nhận từng đốt sống đang giãn mở ra, thông hết toàn bộ hệ thống dây thần kinh. Chống tay phải xuống, ấn đầu gối, nâng kéo, lấy cái tay giống như đang kéo hông của chúng ta lên thế. Rồi vươn thẳng tay lên, các bạn thấy chúng ta có cái lực kéo để chúng ta đưa đẩy cái năng lượng thì chúng ta tập sẽ rất là dễ, đúng không nào? Giữ 5 giây nha. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, thở ra, hạ hông xuống. Đó, thả lỏng tay rồi duỗi hai chân, mở rộng hai chân sang hai bên mép thảm. Các bạn ngồi, kéo cái mông ra, đừng quên kéo cơ mông nha. Thế, tiếp tục nào. Hít vào một hơi thật sâu, vươn căng tay, ngửa mặt lên, ngửa mặt nhìn lên đi. Đó, chúng ta đồng thời đang nâng cho cơ mặt của mình đó. Từ từ thở ra, gập người theo phía chân phải, vươn thật dài, thật dài, thật xa hai tay, rồi cúi trán chạm xuống cẳng chân nếu tới nha bạn. Giữ hít thở đều, hít vào, thở ra, rồi tiếp tục hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay lên, ngửa mặt lên, ngửa mặt lên, mở rộng hai tay ra để chúng ta đón nguồn năng lượng tràn vào cơ thể của chúng ta. Rồi gập qua bên trái, thở ra, gập vươn dài lưng nha cả lớp, vươn dài cái lưng mình ra. Thế, đi bộ thật xa cái tay của chúng ta. Cúi trán chạm xuống cẳng chân nếu tới, hít thở đều. Hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra từ từ, sau đó hít vào. Nâng vươn hai tay và cơ thể lên, vươn, đẩy căng ngực lên, ngửa mặt lên nào, rồi quay vặn qua bên phải, chống hai tay ra phía sau hông. Thế, úp bàn tay xuống, vặn, cố gắng nhấn chặt hai mông xuống, trán chạm sàn, tùy theo khả năng của mình nha các bạn. Cứ từ từ theo khả năng thôi ạ. Hít vào, vươn hai tay lên, rồi vặn qua bên trái. Chúng ta chống úp hai bàn tay, ép hông, chân hai chân vẫn giữ thẳng. Tiếp tục hít vào, nâng vươn hai tay lên, vươn thẳng căng lồng ngực lên à. Rồi đi bộ thật xa hai tay về phía trước. Cúi nhẹ đầu xuống, giữ hít thở đều, nhấn chặt hai chân nha cả lớp. Hít thở đều nè. Mỗi lần hít vào, thở ra thì lại đi tay xa hơn một chút nữa. Theo khả năng của mình thôi. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng vươn hai tay lên, vươn hai tay lên và thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Chúng ta rung rinh chân, thả lỏng thư giãn cho chân một chút nha. Lắc lư thư giãn cho chân một chút nào. Thế sau đó bạn nhẹ nhàng chụm hai bàn chân lại, chụm hai bàn chân. Thế, đan hai bàn tay lại, đặt phía dưới bàn chân của mình. Được chưa? Đẩy cái ngực về phía trước, đẩy ngực về phía trước, điều chỉnh để ngực của chúng ta được vươn về phía trước. Hít vào thật sâu, đẩy căng 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 lồng ngực ra. Thế, kéo, chúng ta dùng lực để kéo, nâng cằm lên nhá. Thở ra, thắt chặt bụng lại, cong lưng ra sau, mắt nhìn dồn. Hai, hít vào, đẩy căng lồng ngực nè, vươn cái ngực, vươn cằm lên. Chúng ta tập 5 lần. Thở ra, thắt chặt bụng lại, thắt chặt bụng, cong lưng, cúi đầu xuống. 3, hít vào, đẩy căng ngực lên.
Nâng cằm lên, thở ra. Cong lưng, cong lưng, cong lưng, thắt chặt bụng lại nè. Bốn, hít vào. Thở ra. Các bạn luôn luôn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi nhé. Kéo giãn lưng vai, năm hít. Đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra. Thắt chặt bụng lại. Từ từ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Rồi chúng ta thoát hai tay ra. Đưa hai tay chống ra phía sau hông của mình. Ngón tay quay về phía mông cách khoảng 5 cm. Chúng ta tiếp tục nào. Hít vào một hơi thật sâu. Bạn nâng cao hông của mình lên. Đẩy về phía trước. Nâng cao và đẩy về phía trước. Thở ra. Hai, hít lên. Nâng cao, đẩy về phía trước. Thở ra, chúng ta tập 5 lần. 3, hít lên. Thở này. 4, hít lên. Nâng cao lên, rồi thở ra. Và nhịp cuối cùng 5, hít lên. Giữ hít thở đều 5 giây nha cả lớp. 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra. Hạ hông xuống rồi thả lỏng hai tay. Thả lỏng cho cổ tay và cho khuỷu tay của bạn. Duỗi hai chân, thư giãn, thả lỏng cho chân đi. Thư giãn, thả lỏng cho chân nào. Thế. Rồi sau đó chúng ta gập hai chân qua bên trái. Chống hai tay về phía trước. Tư thế chuẩn bị của con mèo đó. Đó, được chưa? Rồi, gồng cao cái vai của bạn lên một chút để chúng ta tháo giãn cho cái vùng khớp vai được mở vai tốt hơn nha. Hít thở đều, thắt chặt vùng bụng, gồng cao cái vai lên. Hít thở đều nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ rồi, thả lỏng. Chúng ta tiếp tục hít vào. Đưa luồn tay trái qua bên phải. Hạ cái vai của bạn xuống. Đó. Vươn thẳng cánh tay phải lên. Vươn thẳng cánh tay phải lên. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó bạn chống tay phải. Hít vào. Nâng cơ thể lên. Rồi từ từ luồn tay phải qua bên trái. Hạ vai xuống. Vươn thẳng cánh tay trái lên. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít vào. Chống tay trái. Bạn nâng cơ thể lên. Từ từ thở ra. Thả lỏng, sau đó chống mũi chân, hít sâu. Thở ra. Đẩy mông lên, kéo giãn cái vùng lưng của bạn trước để đầu ở giữa hai tay, sau đó nhón gót chân đi bộ tại chỗ để làm mềm mại cho gân và dây chằng ở chân của bạn trước đã nhé. Hít thở đều, hít sâu, thở chậm, nhấn gót chân xuống. Lúc này nhấn gót chân này, đẩy cái mông căng ra sau, đầu gối căng ra sau, rồi từ từ hít vào, kiễng cao gót chân lên. Sau đó bước chân phải lên cạnh bàn tay phải, hạ đầu gối của bên trái xuống, nâng cơ thể lên, nâng cơ thể vuốt tay từ dưới eo. Vuốt lên, hít vào một hơi thật sâu, vươn tay lên, đan hai tay lại. Thế, đẩy vươn, cảm nhận cái ngực của bạn đang được giãn mở và hướng lên trên trần nhà nhá. Hít sâu, thở chậm, hít vào và thở ra. Từ từ hít vào thật sâu. Thở ra. Hạ tay xuống. Hạ tay xuống. Sau đó bạn chống đầu gối. Nâng gót chân lên. Nâng gót chân lên. Từ từ ấn gót chân trái xuống dưới sàn. Sau đó hít vào một hơi thật sâu. Đẩy dùng lực của chân bên phải. Đẩy cơ thể lên. Dang hai tay sang ngang. Mắt nhìn theo tay của bên phải. Thắt chặt vùng bụng lại. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, thở ra, hạ khuỷu tay của bên phải xuống.
Cánh tay trái sát tai, hướng mắt nhìn lên. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít vào. Nâng tay và cơ thể lên vị trí ban đầu. Thở ra. Chống tay xuống, đồng thời xoay cái mũi chân trái, rút chân phải ra sau, chữ V ngược. Điều hòa hơi thở nha. Hít vào. Thở ra. Từ từ hít. Kiễng cao gót chân, gù cao lưng vào. Bước chân trái lên, rồi hạ đầu gối phải xuống. Sau đó vuốt từ eo hai bên, vươn thẳng hai tay ra sau, đan hai tay lại. Thế duỗi thẳng căng tay, giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào. Thở ra, vươn giãn mở cái ngực của bạn lên nha. Hít sâu. Thở chậm. Từ từ hít vào. Thở ra. Bạn hạ tay xuống. Sau đó nâng chân phải, rồi hạ gót chân của bên phải. Đẩy lực thế, nâng cơ thể lên, dang hai tay sang ngang. Mắt nhìn theo tay của bên trái, hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra từ từ. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào. Thở ra. Hạ khuỷu tay của bên trái xuống. Nâng vươn cánh tay phải. Duỗi thẳng căng sát tai. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, cố lên nha cả lớp. Hít vào, nâng cơ thể lên, rồi thở ra, hạ tay xuống vị trí ban đầu, rút chân trái ra sau, tư thế chữ V ngược, hít vào một hơi thật sâu, và thở ra thật chậm, hít vào, thở ra, kiễng gót chân, hạ đầu gối xuống. Hạ đầu gối, sau đó là duỗi mũi chân để hạ được bụng, hạ đùi xuống, hạ trán, hai tay điều chỉnh chống ngang vai. Chúng ta tiếp tục đến với tư thế rắn hổ mang. Hai chân mở rộng bằng vai, hít vào, nhấc đầu lên, dùng cái cườm tay của bạn ấn để đẩy cái phần vai lên, xoay vai để cái ngực của chúng ta được mở về phía trước hơn. Hít thở đều. Nâng cái cằm lên. Đó. Hít vào. Thở ra. Từ từ hạ bụng, hạ trán xuống. Chúng ta tập thêm một lần nữa cho khỏe nhá. Rồi. Tiếp tục nào, hít vào. Nhấc đầu. Nâng ngực lên, xoay vai, mở cái lồng ngực của mình ra. Có thể nâng cao tùy theo khả năng của mình nhá. Vừa tập vừa lắng nghe, đặc biệt là ở tư thế này. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, thở ra. Bạn nhẹ nhàng hạ bụng, hạ ngực, hạ trán xuống. Sau đó chống hai tay ngang vai, lùi mông ra sau. Tư thế em bé, khép chân lại, duỗi mũi chân, bạn hạ trán xuống dưới sàn. Thả lỏng vai, thả lỏng từng đốt sống, hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, và hãy cho phép nguồn năng lượng đi qua từng bộ phận trên cơ thể bạn, xoa dịu và chữa lành cho cơ thể của bạn. Rồi hít vào thật sâu, nhấc đầu, bạn cong lưng để cuộn từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng, nâng thẳng cơ thể lên. Sau đó nhẹ nhàng chống hai tay ra phía sau nhé, chống tay ra phía sau, nâng dần cái đầu gối của bạn lên. Thế và giữ ở đây, hít thở đều 5 giây nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Tiếp tục hít vào, nâng đẩy cơ thể lên. Từ từ hạ mông xuống, hạ mông xuống. Sau đó chúng ta nằm xuống. Bạn lấy cái gối, gối nhẹ về phía đầu của mình đi. Hai tay dang sang ngang. Đó. Từ từ nâng hai chân lên để cẳng chân song song với mặt sàn. Hít vào thật sâu. Thở ra,
quay vặn qua bên phải thì mặt nhìn sang bên trái. Bạn giữ hít thở đều, thả lỏng hai vai xuống dưới sàn đi bạn. Hít sâu, thở chậm. Rồi hít, nâng chân lên, thở, quay vặn qua bên trái, mặt nhìn sang bên phải. Và bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Tiếp tục hít vào. Bạn nâng chân và cơ thể trở về vị trí bắt đầu. Thở ra, bạn hạ chân xuống, thả lỏng. Chúng ta tiếp tục nào. Duỗi hai chân ra, duỗi hai chân rồi hai tay úp xuống dưới sàn nhé. Hít vào một hơi thật sâu. Bạn ngóc đầu lên 30 độ, nâng hai chân lên 30 độ, thế thở ra, hạ xuống. Nhớ khi lên gồng chắc toàn bộ cái vùng bụng của bạn nhá. Rồi hai hít vào, đầu lên, chân lên, gồng chắc bụng đệ, thở ra, hạ xuống. 3, hít lên. Chúng ta tập 5 lần. Thở, hạ xuống. 4, hít lên. Thở, hạ xuống. Và 5, hít vào. Giữ hít thở đều. 5, 4, gồng chắc bụng nha bạn. 3, 2 và 1. Thở ra, hạ xuống. Điều hòa hơi thở. Thả lỏng đầu cổ vai và thả lỏng vùng bụng của bạn. Rồi chúng ta mở rộng hai chân sang hai bên mép thảm. Thả lỏng cho vùng vai đi. Lắc nhẹ cho vùng vai, cho vùng chân. Quay nhẹ đầu qua bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, bên phải, bên trái. Và đưa đầu về trung tâm. Thả lỏng cho cơ thể. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn. Và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư
giãn. Hãy thả lỏng các khớp, các cơ, thả lỏng từng đốt sống, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng đôi lông mày. Và từ từ loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào thật sâu. Bụng căng phồng lên và thở ra xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm để cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang được thư giãn. Làn sóng năng lượng đang bao trùm toàn bộ cơ thể bạn. Thư giãn cho các khớp, các cơ. Thư giãn cho từng đốt sống. Thư giãn cho khuôn mặt. Thư giãn cho đôi lông mày. Cảm nhận cơ thể bạn lúc này thật nhẹ nhàng, mềm mại, thanh khiết và hoàn toàn thư giãn. Thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại, hít vào, vươn hai tay qua đầu, giãn duỗi thật mềm cho cơ thể, rồi nghiêng mình qua bên phải. Sau đó nhẹ nhàng bạn nâng cơ thể ngồi dậy. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay cùng với Nguyễn Hiếu rồi. Và bạn cảm thấy thế nào? Rất là sảng khoái và dễ chịu để đón chào một ngày mới tràn đầy năng lượng, sức khỏe và niềm vui, đúng không bạn? Và trong bài tập ngày hôm nay hay là trong quá trình luyện tập của chúng ta, nếu như bạn có bất cứ thắc mắc nè, bất cứ cái điều gì mà muốn tâm sự với Nguyễn Hiếu thì hãy nhớ bình luận ngay xuống dưới cái livestream này, hoặc là inbox riêng cho Nguyễn Hiếu để Nguyễn Hiếu có thể chia sẻ, trò chuyện và hỗ trợ cho bạn làm sao để quá trình luyện tập của chúng ta đạt được hiệu quả tốt nhất, giúp cho cuộc sống của chúng ta mỗi một ngày trở nên vui hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc và thành công hơn bạn nhé. Và Nguyễn Hiếu mong rằng bạn hãy giúp Nguyễn Hiếu, đồng hành cùng Nguyễn Hiếu trên con đường gieo hạt giá trị sức khỏe này tới cho bạn bè và người thân của mình bằng cách chia sẻ livestream này, cũng như là chia sẻ cái group này tới cho bạn bè và người thân yêu của chúng ta cùng luyện tập mỗi ngày với Nguyễn Hiếu bạn nhé. Nguyễn Hiếu rất là biết ơn bạn và cảm ơn bạn rất nhiều. Nguyễn Hiếu sẽ dừng cái livestream này ngay tại đây. Và Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào. Rồi Nguyễn Hiếu xin chào bạn.